Đứng lại. Đừng chạy. Cứu ta với. Đứng lại. Ngươi chạy đi đâu hả? Để xem ngươi chạy đi đâu. Mau lên. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Ngươi chạy đi đâu nữa? Dám chạy. Chạy. Hey, cứu ta với. Đừng lấy đồ của ta. Đừng lấy đồ của ta mà. Đừng lấy đồ của ta. Cái đám cướp này. Đừng lấy đồ của ta. Đó là sách của ta. Năng lượng của ta. Giết hắn đi. Đồ sói. Đừng mà. Đừng lấy đồ của ta. Đừng mà. Đừng mà. Đi. Biết điều chút. Ngươi là ai? Giết cô ta cho ta. Giết cô ta đi. Gai. Tất cả cút cho ta. Mau đi đi. Đi mau. Dậy lên. Đó là của ta. Đa tạ nữ hiệp đã cứu mạng. Đa tạ nữ hiệp đã cứu mạng. Quỳnh ra ngoài một mình phải nhớ cẩn thận. Đặc biệt là tiền bạc. Không nên tùy tiện để lộ. Có biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Nữ hiệp, dừng bước. Tại hạ họ An, An trong bình an. Tên có một chữ ký, ký có bộ mã. Còn chưa hỏi thăm tên họ nữ hiệp là gì. À, gọi ta là Thập Tam Muội được rồi. Thập Tam Muội. Ê, đợi đã. Giết. Hiểu tức là hiểu. Không hiểu tức là không hiểu. Là biết vậy. Tự giết. Có bằng hữu từ xa tới. Sao không vui vẻ? Xin lỗi nha. Sao? Sao lại là các ngươi chứ? Tiểu tử thôi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Các ngươi. Tại sao các ngươi cứ gây rắc rối cho ta hoài vậy? Ngươi cũng không vào trong thành hỏi thử xem. Ở trong thành này có kẻ mà xài đao băng bọn ta không cướp được sao? Hôm qua là ngươi may mắn mà thôi. Không ngờ nhà đầu thối đó còn cứu được. Hôm nay lão này bọn ta đích thân ra mặt. Cho dù một đội quan binh tới đây cũng vô dụng. Mau giao bạc ra đây đi. Bọn ta khỏi mất công tốn sức. Các ngươi, lẽ nào các ngươi không còn nhân pháp nữa sao? Ta thật không tin. Đang giữa ban ngày ban mặt, các ngươi dám cướp bóc dân lành hả? Tiểu tử thối, người chán sống rồi có phải không? Ta thấy hắn nói nhiều với nó làm gì hả? Chối đi cho ta. Dạ. Nè, đi mau. Đi mau. Cứu ta với. Biết điều. Cứu ta với. Làm ơn cứu ta với. Đi mau. Cứu ta với. Giữa ban ngày ban mặt làm vậy sao? Cứu ta với. Lại là người của xài đao ban nữa đó. Đúng đó. Quan binh cũng không làm gì được chúng. Thôi đi thôi, đi thôi. Nhìn bọn chúng ngang tàn quá. Thư sinh đó chắc không phải là người ở đây rồi. Đúng đó. Nếu bị xài đao băng bắt đi, ta nghĩ lần này đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Đúng rồi đó. Thôi đi thôi. Đợi đã. Dù rồi các huynh nói xài đao băng đã bắt một thư sinh đi rồi. Đúng vậy. Cô không nhìn thấy sao? Bọn họ đi về hướng nào vậy? Đó, ở bên đó. Đa tạ. Nào. Các huynh đệ, ta về rồi. Về rồi, trở về rồi. Lần này có thu hoạch lớn đó. Lúc ca trở về rồi. Sao đây? Hay lắm. Hay lắm đó. Chụp lấy. Qua đây, qua đây. Nè, uống tiếp đi. Uống tiếp đi. Uống đi, uống đi. Tiếp nè.
Rồi, uống đi. Càng chết. Càng chết. Được, cắm một chạy, uống. Được, được, nào. Đã lắm. Các chú muốn làm gì ta? Có lên, im miệng đi. Các chú đi đâu hả? Mau, cầm miệng. Các muốn làm gì ta? Mau thở ta ra. Đại ca, chính là tên thư sinh ngày hôm qua đó. Mau thở ta ra đi, thở ta ra. Thở ta ra đi chứ. Đi lên, đi. Làm gì vậy hả? Đi mau. Các ngươi dẫn ta đi đâu vậy? Chết hả? Nhiều lời quá. Thở ta ra đi. Mau thở ta ra đi. Hắn kìa, miệng đi. Ta còn xin ngươi, hãy tha cho ta đi. Đại ca, chính là hắn. Ngươi muốn làm gì vậy? Cầu xin ngươi tha cho ta đi. Ta không muốn chết đâu. Đừng mà. Ta không có tiền bạc gì hết. Các ngươi thả ta ra đi. Đừng mà, ta không muốn chết đâu. Thả ta ra đi. Thả ta ra đi. Các ngươi làm cái gì vậy chứ? Thả ta ra. Làm ơn thả ta ra đi mà. Xem tên tiểu tử này nó sợ kìa. Ta không chết đâu, làm ơn đi. Đừng hại ta như vậy chứ. Nghe nói ngươi có nữ bảo tiêu hả? Cô ta đang ở đâu hả? Tại sao cô ta không tới cứu người hả? Nhà ngươi giàu lắm phải không? Nếu các ngươi biết ta có nữ bảo tiêu, còn không mau thả ta ra, trả túi bạc lại cho ta đi. Nếu không để thập tam muội tới rồi đánh cho các ngươi sợ tới tè dầm luôn đó. Trời ơi, ta sợ quá. Thả ta ra đi. Các ngươi muốn làm cái gì vậy hả? Sợ quá đi. Mọi người nói ngươi là một tên mọt sách à, đúng là không qua ngủ cho ngươi à. Ngươi đã sắp bị vào nồi rồi còn đòi bạc, sai vào đâu đây hả? Vào nồi. Các ngươi muốn làm gì vậy? Các ngươi muốn giận với ta có đúng vậy không hả? Đang giận có phải gì không? Tiểu tử ha, gần đây làm ăn không tốt lắm ha. Ơi trời ơi, đã lâu lắm rồi không được ăn thịt tươi, hôm nay đành phải làm khó người rồi, giúp mọi người đi ha. Phải đó, ta da thua thục dày lắm, ăn không ngon đâu. Đừng mà, cứu ta với. Đừng mà, hôm nay có thịt ăn rồi. Đừng mà, làm ơn đi, cứu ta với. Đừng mà, hôm nay có thịt ăn rồi đó. Cứu ta với. Cứu ta với. Động rồi. Ai vậy? Đại ca, cô ta chính là nữ bảo tiêu của tiểu tử ngốc. Ta không phải nữ bảo tiêu của hắn, ta là thập tam muội. Không cần biết người là ai, người dám đả thương huynh đệ của ta, hôm nay ta sẽ dạy cho người một bài học. Dạy dỗ ta? Hôm nay ta phải bắt các người tới nha môn, giam vào đại lao. Dỗi cho ngươi miệng mồm lanh lẹ, hôm nay ta phải đánh ngươi rụng hết răng. Sao ngươi dám nói chuyện giống như đám quan sai vậy? Một nhà đầu bị cồn hôi sữa dám gông cồn, ông đây phải dạy ngươi bài học. Nếu không đồn ra ngoài, huynh đệ xài đã ban ta, làm sao còn mặt mũi nữa. Dạy dỗ ta, thập tâm bụi ta, hôm nay phải trừ hại giúp dân. Mau lên. Theo sát. Thiếu chủ, hai người phía trước không phải thuộc hạ của La Lan Đô Đốc sao? Không sai, trái là Thương Tùng, phải là Hàng Phong. Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây chứ? Dừng. Âu Dương công tử. Thương hiệu quý, Âu Dương công tử, không biết có phải hai vị cũng đi về Nam tìm kiếm Tống Thanh Thu hay không? Không sai, chúng tôi đi về phía Nam đã bố trí xong tai mắt, dán đầy lệnh truy nã trọng thưởng để bắt hắn, tin là không lâu sẽ truyền tới tin tốt lành. À, nếu đã như vậy chỉ bằng chúng ta kết bạn đi cùng, như vậy cũng tiện tiếp ứng cho nhau. Được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay ta đánh thắng ngươi, ngươi làm áp trại phu nhân cho ta. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh không. Ngươi dùng tới đầu gậy đi. Tuyết đầy trời. Mỹ nhân xin tha mạng. Xin tha mạng. Không dám nữa. Đại ca đau quá. Đại ca nhẹ. Từ chối mình lại đi. Mau lên. Nếu hiệp ơi, xin tha mạng. Chúng tôi không dám nữa. Xin tha mạng. Tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi đã sai rồi mà. Xin tha bạn nước hiệp ơi. Chúc mừng bà con. Tốt quá rồi. Bọn cướp đã bị tiêu diệt rồi. Tốt quá. Chứ còn chúc mừng nữa. Đúng rồi. Xin cảm ơn. Tạ nữ hiệp hay quá. Phải rồi ha. Đây chính là thập tam muội đó. Vậy là yên bình rồi. Bà, hả? Nữ anh hùng. Thập tam muội. Nữ anh hùng. Thập tam muội. Nữ anh hùng. Thập tam muội. Thập tam muội. Lại thế giới. Thập tam muội. Quỳnh đúng là nhiều chuyện. Dù gì cũng không phải tên thật có đúng không? Mau tới nhà môn đi. Thập tam muội. Thập tam muội. Mau lên. Thập tam muội. Thập tam muội. Thập tam muội. Mau đi, mau đi, mau vào đi, mau lên, biết điều chút đi, đã vào nhà môn còn ngang ngược vậy. Mau đi, mau đi, mau đi, mau vào đi, vào đi, vào đi, vào nhà môn sẽ cho ngươi biết mặt. Là ngươi bắt đám người của Xài Đao Bang sao? Sao có thể chứ, tại hạ chính là một thư sinh, là vị nữ anh hùng này nè. Thập tam muội, cô đợi thế giới. Thập tam muội, thập tam muội. Sao cô nói đi là đi vậy? Huynh đã lấy lại bạc rồi. Cũng bắt người xấu vào nha môn rồi. Huynh còn đi theo ta làm gì? Ta muốn... ta muốn nói là... Muốn nói chuyện gì? Ta muốn... Nè, cô đang định đi đâu vậy? Ta tới đi tìm người. Muốn đi về Bắc. Hướng Bắc? Hướng Bắc tốt đó. Vừa hay ta vô kinh ứng thí. Hay là chúng ta kết bạn đi chung đi. Kết bạn? Nè, ta không quý gì khác đâu. Ta chỉ thấy cô võ công hơn người. Trên đường đi lỡ như có người xấu gây sự nữa, có cô rồi ta không cần sợ nữa. Có điều cô yên tâm đi, An Ký ta tuyệt đối không để cô chịu thiệt đâu. Tiền ăn uống ngủ nghỉ trên đường cứ để tại hạ chi trả hết. Xin hỏi nữ anh hùng thấy thế nào hả? Huynh xem ta là bảo tiêu thật sao? Ê, đâu dám đâu dám. Ta cũng chỉ mong trên đường có bạn, chúng ta cũng tiện hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta kết bạn hữu đi. Được, có điều ta không cần huynh đãi đâu. Hả? Nữ anh hùng. Bánh này ta dành tặng cho cô. Quả thật đa tạ cô nha, nữ anh hùng. Đa tạ đại thẩm. Cô đa tạ đại thẩm. Cô đa tạ đúng là anh hùng đó. Đa tạ đa tạ. Tặng cô nè. Đa tạ. Đa tạ mọi người. Đa tạ anh hùng. Không có gì đâu. Tống đại ca, hay là ta ở đây một đêm đi, ngày mai lên đường có được không? Được. Hôm nay cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ừ. Tống đại ca, Tống đại ca, đừng vào ta, ta sợ đã thương cô. Nguy rồi, hết thuốc rồi, vừa nãy bị đập bể hết rồi. Làm sao đây, Tống đại ca, Huynh đến chuyện một lát đi, ta lấy thuốc cho Huynh nha. Báo,
khởi bấm đó nhân. Có thám tử về báo họ thấy Tống Thanh Thương đi về phía trước rồi. Không được chậm trễ, mau đi bắt người. Tống đại ca, huynh đỡ chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi. Thật là ngại quá, làm phiền cô như vậy. Đâu có phiền gì. Ta nói với huynh rồi, ta nhất định chăm sóc huynh thật tốt. Long Anh, Bạch Hồ đại ca. Tống đại ca, ta ra ngoài xem thử đã. Long Anh, Long Anh. Bạch Hồ đại ca, sao huynh lại ở đây? Âu Dương Hiên và người đô đốc phủ đang tới đây. Bọn chúng tới để bắt hai người. Hai người mau đi đi. Ở đây có một đường để đi, phải đi hướng nào đây? Xem ra khó tránh một trận ác chiến rồi. Long Anh, cô mau chóng dẫn Tống Thanh Thu trốn trước đi. Lát nữa ta xứng phó với bọn chúng, hai người thừa cơ bỏ trốn. Huynh phải tính sao đây? Lỡ như... Không sao, đám quân ô hợp đó ta vẫn ứng phó nổi. Bạch Hồ đại ca, huynh lại giúp Lòng Ảnh lần nữa. Lòng Ảnh không có gì báo đáp. Không chậm trễ được đâu, ta dẫn Tống đại ca đi trước. Bạch Hồ đại ca, huynh bảo trọng. Tống đại ca, ta hãy mau chạy đi. Chuyện gì? Sao phải vội vậy? Bạch Hồ đại ca nói Âu Dương Hiên và người của đô đốc phủ đã tìm tới đây rồi. Chúng ta phải rời khỏi trước khi chúng bao vây, nếu không chúng ta không thoát được đâu. Ta hãy đi thôi. Đồng Ảnh, mẹ con cô đã cứu tài hả? Mà nay mẹ cô lại vì ta mà bị bắt về ma giáo. Về tình về lý, ta đều không thể để cô dấn thân vào vũng bùn này. Âu Dương Hiên và người của đô đốc phủ đều tới để bắt ta. Chuyện này cứ để cho ta giải quyết là được rồi. Cô không cần phải sợ. Huyệt đạo này chưa tới một canh giờ sau sẽ tự giải. Nhưng mà cô phải nhớ, sau khi giải rồi tuyệt đối đừng tìm ta. Trốn đi càng xa càng tốt. Sao huynh lại ngốc vậy chứ? Giờ huynh ra ngoài chẳng phải đồng nghĩa chịu chết hay sao? Mau về đi Tống đại ca. Tại sao chỉ có mình ngươi? Lòng Ảnh đâu? Lát nữa gặp Tống Thanh Thu, chúng ta bao vây đến hai bên. Hôm nay khiến hắn một cánh khó bay. Hắc Bạch La Sát, còn hai người dây từ phía sau. Những người khác đi theo ta. Tống Thanh Thu, biết rõ là ta tới bắt ngươi, không ngờ còn dám cả gan tới đây đợi sao? Lẽ nào có bẫy? Mặc kệ đi, bắt được hắn rồi tính. Khoan lo cho cô ấy đi, đuổi theo.
ta không muốn liên lụy Lộng Ảnh nữa. Đã điểm huyệt cô ấy, giấu cô ấy ở miệng giếng. Người Âu Dương Hiên và người của Đô Đốc Phủ muốn bắt là ta. Huynh cứ nhân lúc ta giữ chân bọn họ, dẫn theo Lộng Ảnh rời khỏi nơi đây. Với võ công của huynh, muốn đánh lạc hướng bọn chúng bỏ trốn cũng không phải là chuyện khó. Vậy còn ngươi thì sao? Huynh yên tâm, ta ứng phó được. Bọn chúng tưởng tiên hiệp kiếm và kiếm phổ ở trên người ta, nên bọn chúng sẽ không nặng tay với ta đâu. Bạch Hồ đại ca, Lộng Ảnh xin nhờ vào huynh, hẹn ngày gặp lại. Khoan đã. Sao vậy? Ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu như ta là Âu Dương Hiên, muốn biết được tung tích của tiên hiệp kiếm từ miệng của ngươi, ta có thể trước tiên đánh gãy chân của ngươi, rồi chặt đứt ngón tay của ngươi trong lúc ngươi còn tỉnh táo, bóp dụng từng đốt xương một của ngươi. Tuy là nhất thời ngươi không chết đi được, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ngươi nghĩ sao? Những chuyện huynh nói ta đều biết rõ, nhưng mà ta không muốn liên lụy bất cứ ai. Không nhìn ra tiểu tử ngươi cũng có vài phần khí khái của anh hùng đó. Hay là vậy đi, nếu dựa vào bản thân của ngươi, chỉ bằng nghe theo ý của ta, ít ra giúp ngươi thoát thân an toàn. Bạch Hồ đại ca, đa tạ huynh giúp ta, không màng an nguy xả thân cứu giúp. Mọi việc huynh làm với Thanh Thu, Thanh Thu sẽ khắc ghi trong lòng. Rồi sẽ có ngày ta nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng này. Huynh nhớ bảo trọng. Kim Đại Mao, chúng ta gần như lục tung cả khu rừng này, cuối cùng cả thỏ cũng không tìm ra. Huynh có chắc thám tử nói chính là nơi này chứ? Tống Thanh Thu chạy tới nơi này thật sao? Ta nói huynh biết, lần này nếu như chúng ta trở về tay không, không cách nào nói với giáo chủ đó. Làm ơn, ta biết là huynh nóng lòng bắt được Tống Thanh Thu để làm công trước giáo chủ, nhưng mà ta nói huynh biết, nóng vội không thể làm nên chuyện đâu. Huống chi là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã tới rồi. Tống Thanh Thu, thời cơ không ổn, xem ra ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi. Có thể thoát thân hay là không, phải xem vận mệnh của ngươi như thế nào rồi. Đừng để người khác bắt được Tống Thanh Thu, ra tay. Đừng tham đánh, bắt Tống Thanh Thu quan trọng hơn. Huynh dở trò gì vậy? Giả thành Tống Thanh Thu khiến bọn ta quay như trong trống. Thật ra huynh muốn làm gì? Tống Thanh Thu tuy xuất thân là danh môn thế gia, nhưng dù gì cũng mới vào giang hồ, hắn không thể nào một mình trốn chạy. Ta giả làm Tống Thanh Thu đó là để dụ trợ thủ giúp hắn, từ đó một mẻ lưới tóm gọn bọn chúng. Ai ngờ đâu, trên trời rơi xuống một đám rất ngu xuẩn, không ngờ lại xem ta là hàng thật. Đúng là con mắt mà không trồng mà. Bạch Hồ, huynh có ý gì? Chẳng phải chửi cả người nhà sao? Bạch Hồ, dù sao huynh cũng phải nói trước với bọn ta chứ, để bọn ta lãng phí thời gian ở đây, còn để Tống Thanh Thu thừa cơ bỏ trốn, chẳng phải lại bỏ lỡ cơ hội đoạt được tiên hiệp kiếm sao? Tới lúc đó giáo chủ mà trách tội xuống, huynh kêu mấy người bọn ta ăn nói sao đây? Kim Hổ trưởng lão, đừng mở miệng ra là nhắc tiên hiệp kiếm. Tiên hiệp kiếm là bảo vật gia truyền nhiều đời của Âu Dương thế gia ta, cho dù chẳng may bị mất đi cũng là đồ của Âu Dương thế gia ta, không tới lượt người khác chiếm đoạt đâu. Cho dù giáo chủ các ngươi ra mặt, cũng đừng hòng đoạt được kiếm từ tay của bọn ta. Nực cười, tiên hiệp kiếm nằm trong thần tiên đà bao nhiêu năm rồi. Nếu đúng là vật của Âu Dương thế gia các ngươi đã dớt nó lên từ lâu, đem thờ trong nhà rồi,
Hôm nay bọn ta và ngươi cũng không đứng ở đây tranh giành nói như vậy. Ta không hơi đâu để nói với ngươi. Để tìm lại tiên hiệp kiếm, ta còn nhiều thời gian tính sổ với các ngươi. Đi thôi. Giờ thì hay rồi, ngươi đều bỏ đi hết, manh mối cũng mất luôn rồi. Bạch Hồ, tất cả cũng là nhờ huynh ban cho đó. Được rồi, được rồi. Mấy người chúng ta ở đây chữa qua chữa lại cũng không có ích gì đâu. Thám tử nói Tống Thanh Thu đang đi thẳng về hướng nam, chúng ta nên thừa cơ đuổi theo hắn mới phải. Đừng để cho người của Âu Dương Thế Gia đi trước chúng ta một bước. Chuyện cũng đã như vậy rồi, chúng ta mau lên đường thôi. Tại sao huynh còn chưa đi? À, các ngươi đi trước đi, ta phải thay bộ đồ này ra trước kia đã, tránh để người khác lại tưởng ta là Tống Thanh Thu, chẳng phải là tự trước phiền phức hay sao? Lạ quá, rõ ràng Tống Thanh Thu nói Lòng Ảnh đang ở đây, tại sao không thấy bóng dáng người đâu? Đây không phải là trâm cài của Lòng Ảnh sao? Kỳ lạ quá, Quế Bảo đi đâu rồi chứ? Thập Tam Muội, Thập Tam Muội, đợi ta với. Sao cô đi nhanh quá vậy? Tại hạ đuổi theo không kịp đó. Đừng là trai tráng cao lớn, không ngờ còn đi chậm hơn ta. Không nữa. Thể nói như vậy được, ta vừa không tập luyện võ công, còn dắt theo nhiều tứ thư ngũ kinh như vậy, tất nhiên đi không nhanh bằng cô rồi. Biết trước huynh đi chậm như vậy, lúc đầu ta không nên đồng ý cho huynh đi cùng đâu. Lần này ta ra ngoài để tìm người, không phải là đi dạo chơi. Nói cho huynh biết, nếu như huynh còn đi chậm như vậy, ta sẽ mặc kệ huynh đó. Ờ, được được được, ta biết rồi. Ê nè, Thập Tam Muội, đợi ta với. Trời ơi, sao mà đúng ghê rồi, quá. Nguy hiểm quá. Đúng thật là nguy hiểm. Đúng rồi, sao mà ra tay tàn độc vậy? Nhìn là biết rồi. Đỡ tôi lấy độc ác quá vậy chứ. Là không tính được mà. Kinh khủng thiệt à. Sao mà có thể giảng ta như vậy được? Đúng rồi, biết nữa. Những người này độc quá, chết đi cho rồi. Thiệt tình thật. Chết hết đi. Ôi ghê quá. Nghĩ đấy là nguy hiểm mà. Sao cả mẹ con Ngọc Phụng cũng bị truy nã vậy chứ? Thật ra chuyện này là sao? Thập Tam Muội, đợi ta với. Thập Tam Muội, cô đi chậm thôi, đừng đi nhanh như vậy chứ. Nếu như huynh còn đi chậm như vậy, ta bỏ mặc huynh không lo thật đó. Ta biết rồi, tại hạ sẽ đi nhanh mà. Nè, lại chạy nữa sao? Cô đợi ta với. Đợi ta với. Đợi ta với. Còn chạy nữa sao? Thập Tam Muội, ta chạy không nổi nữa. Quả thật ta chạy không nổi nữa. Kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng mình nhìn thấy bóng dáng của Tống đại ca, lẽ nào là mình qua mắt rồi? Thập Tam Muội à, thực ra có chuyện gì vậy? Nơi này không tiện ở đâu, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi. Đợi, đợi ta với.
À, khách quan mời. Hiểu gì? À, em rượu tới đi. Em có liền, có liền. À, mời vào trong. Đa tạ. À, khách quan đi thông thả nha. Ngươi lưu xuống trước đi. Dạ. Âu Dương công tử, ta đã cho mai phục rất nhiều thuộc hạ quanh đây rồi. Chỉ cần Tống Thanh Thu dám xuất hiện, chúng ta sẽ mau chóng phát hiện tung tích của hắn thôi. Chưa kể buổi tối hôm nay, ta sẽ cùng Hàng Phong tiếp tục lục soát. Lần này nhất định bắt được hắn ta. Làm phiền thương hiệu quý rồi. Chúng ta nhất định phải bắt được Tống Thanh Thu trước người mai giáo mới được. Ừ. Nè, ôn tiếp nào. Đi. Cả người của Ngọc Tiêu Cung và Bác Tiên Đường cũng đã tới rồi. Xem ra người trong Võ Lâm đều muốn đoạt tiên hiệp kiếm của Âu Dương thế gia ta. Ừ. Âu Dương công tử yên tâm đi, chỉ với đám chuột nhắt này không thể làm việc lớn được. Ừ. Tất cả hãy nghe rõ, bọn ta phụng lệnh của Lang Đô Đốc tới truy bắt Tống Thanh Thu. Nếu có ai phát hiện, buộc phải lập tức báo với ta biết. Nếu như có kẻ dám tự ý bắt giữ hoặc che giấu phạm nhân, đồng nghĩa chống đối triều đình, sẽ bị tru di của tộc. Các người nghe rõ ràng rồi chứ? Thịnh huynh à, huynh có nghe thấy ở chỗ này đang có con chó đang sủa hay không vậy? Ông đây không biết, tiếng chó sủa lớn như vậy ta không nghe thấy được sao? Súc sinh đúng là súc sinh, chỉ biết cậy thế hiếp người. Chúng ta không thèm so đo với cô ta làm gì. Đúng là to gan, dám sỉ nhục ta sao? Cô nương đâu cần nóng nảy như vậy. Bọn ta chỉ nói là trong nhà có con chó, chứ không nói cô bà. Chẳng lẽ người tự xem mình là chó hay sao? Muốn chết. Thương hiệu quý, nơi này là quán trọ, không cần thiết so đo với bọn chúng làm gì. Huống hồ chi chúng ta còn việc quan trọng hơn, không nên đánh rắn động cỏ. Hàng Phong. Thôi chúng ta đừng uống nữa, cũng chọc chó xong rồi, trời cũng sắp tối. Có phải chúng ta nên đi tìm chỗ nào đó ngủ một giấc thật ngon không? Ở đây không phải quán trọ sao? Chúng ta ở lại đây là được rồi. Vậy là huynh có điều không biết rồi. Ở nơi này có thể ngủ thoải mái sao? Dùng Giang Nam này Mẫu Đơn Lâu nổi tiếng, đó mới là nơi để chúng ta thoải mái. Mẫu Đơn Lâu? Đừng nói nữa. Nè tiểu nhị, tính tiền. Tới ngay khách quan. Đi thông thả. Hai vị khách quan đi thông thả, lần sau lại ghé nha. Hắc Bạch La Sát, các ngươi đi theo bọn chúng, tuyệt đối không để chúng tìm ra Tống Thanh Thu trước. Lúc cần thiết không cần phải nương tay với bọn chúng, rõ chưa? Dạ. Hai vị đi thông thả, quan nghênh lần sau lại ghé. Đi thông thả quan khách. Ông chủ à, tiệm ông làm ăn kiểu gì vậy? Dịch nướng đã xong chưa hả? Đợi một lát sẽ xong ngay, sẽ xong ngay. Sư phụ à, đã đợi lâu rồi, đây là dịch nướng đặc biệt mà sư phụ cần đó. Đa tạ. Đa tạ. Đi thông thả. Thời buổi gì vậy không biết, hòa thượng đúng là càng ngày càng không cấm kỵ gì hết. Quan tâm nhiều vậy làm gì, làm việc đi. À, được. Thập Tam Muội, cũng không còn sớm, trời sắp tối rồi đó. Có phải chúng ta nên tìm chỗ nào đó nghỉ lại không? Lại nghỉ? Theo ta thấy, chỉ bằng huynh thuê chiếc kiệu khiêng huynh tới kinh thành cho rồi. Đoạn đường ngày hôm nay chúng ta đi còn dài hơn đoạn đường ta đi một tháng nữa. Ta quả thật không chịu nổi nữa rồi. Thập Tam Muội à, quả thật ta đi không nổi nữa, cô tha cho ta đi. Đúng là sợ huynh luôn rồi. Ta thấy phía trước hình như có một ngôi chùa, hay là chúng ta vào đó ở đi. Hả? Còn phải đi sao? A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ. Xin chào sư phụ. Vừa rồi Bần Tăng nghe hai vị nói muốn tới Năng Nhân Tự ở nhờ. Vừa hay Bần Tăng chính là hòa thượng ở nơi đó. Có câu nói gặp nhau chính là duyên phận, hai vị mời theo ta đi đến đó. Vậy làm phiền sư phụ rồi. Làm phiền sư phụ dẫn đường. Mời thí chủ. Đa tạ sư phụ. Thập Tam Muội.
Sư phụ. Xin chào sư phụ. Tiểu nữ vì đi gấp giao hàng bỏ lỡ quán trọ, không biết là tối nay có thể ở đây nghỉ nhờ một đêm hay không. A-di-đà-phật. Ngã Phật từ bi, sẵn lòng giúp người, dễ cho người cũng là dễ cho ta. Thí chủ đi bên này. Đa tạ. Mời. Được. Mời. Thí chủ, mời ở lại đây nghỉ ngơi một lát. Lát nữa bổn tự sẽ chuẩn bị món chay, khi đó mời đến phòng ăn dùng bữa. Được, xin đa tạ. Theo xong hết rồi. Ê, sư huynh, mua được đồ ăn chưa? Đúng là tên phàm ăn, nhìn cô để ăn thành như vậy rồi. Nhìn đi, đây là cái gì hả? Mau đưa cho đệ đi mà, đệ đói muốn chết rồi. Cầm đi. Cho đệ biết buổi tối hôm nay có việc phải làm rồi. Nói thật sao? Trên người của thư sinh đó có nhiều bạc vậy hả? Dĩ nhiên là vậy rồi. Chẳng lẽ ta gạt đệ sao? Đó là chính mắt ta nhìn thấy, còn giả được hay sao? Vậy thì không có giả rồi. Vậy quy tính làm thế nào hả? Còn làm thế nào nữa, cứ làm theo quy tắc cũ của chúng ta thôi. Chuyện này không cần ta dạy đệ chứ. Cứ giao cho đệ, cứ giao cho đệ. Yên tâm đi. Hôm nay đúng là một ngày may mắn mà. Sao nói vậy? Vừa rồi hả? Có một cô nương tới đây đó. Hả? Nhìn cô ấy đúng là rất xinh xắn. Thân hình phải nói là dịu dàng uyển chuyển, bảo đảm huynh vừa thấy là tan chảy luôn. Xem ra hôm nay huynh đệ ta gặp vận đào hoa rồi đó. Nè, theo đệ thấy thì không phải chúng ta may mắn. Chúng ta đó là có phúc phần, vừa có trong tay bạc trắng tinh, còn có người đẹp bầu bạn. Thần tiên cũng không bằng huynh đệ ta rồi. Tới đây. Đừng chạy. Mũi đây nè. Mũi ở sau lưng huynh nè. Đừng chạy mà. Mũi đi. Nè, mũi đừng chạy. Mũi đi. Đừng chạy. Mũi đi. Đừng ai hồng chạy thoát ta. Mũi nè, mũi nè. Nghe chưa? Mũi nha. Bên này mũi nè. Chị, bị ta bắt được rồi. Thường Nghi à, huynh đúng là có giả hứng chơi đùa đó. Nhìn cho rõ ta lại đi. Nhìn kìa. Thiệt tình luôn đó. Nguyên Trinh, hai người tới làm gì? Đúng là làm ta mất hứng. Bọn ta biết ngay huynh ở giữa rừng hoa, bị bọn ta đoán trúng rồi chứ. Cũng may không lòng ta và Thịnh Bác mất công tới. Công tử, phải đó. Chơi tiếp đi. Ta có việc rồi, các cô lui xuống đi. Dạ. Đi thôi, đi lên. Đi đi đi. Đi thôi, đi. Sao hả? Tới tìm bổn cung chủ có gì chỉ dạy đây? Cứ mau nói đi. Bổn cung chủ bận lắm. Huynh đó có gì đáng bận chứ hả? Ta thấy Thường Hy huynh cũng nên tiết chế một chút đi, đừng suốt ngày ăn chơi sa đọa với đám cô nương đó. Dù gì huynh cũng là một môn chủ, nên làm chút chuyện nghiêm chỉnh đi. Chuyện nghiêm chỉnh? Ta vẫn luôn làm chuyện nghiêm chỉnh mà. Chẳng phải người xưa có câu nói, có ba tội bất hiếu, không con là tội lớn. Xin con nói dỗi chính là chuyện nghiêm chỉnh trong cuộc đời ta. Không phải vừa rồi huynh cũng thấy rồi sao? Ta đang chọn các cô nương về làm thê tử, hoàn thành chuyện nghiêm chỉnh trong cuộc đời ta. Vậy ta cũng muốn hỏi thử huynh, một người có tiêu chuẩn cao như huynh, cô nương phải có dáng vẻ gì mới có thể lọt vào mắt của huynh đây?
Vấn đề này ta cũng chưa từng nghĩ tới. Nói thật lòng, ta đã gặp nhiều cô nương như vậy, quả thật chưa có người nào làm ta động lòng. Nhưng ta tin rồi sẽ có một ngày ta gặp người nào đó, chỉ cần nhìn một lần, chỉ cần một lần thôi, ta đã thấy một lòng si mê cô ấy. Chỉ tiếc là tới giờ cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Được rồi, huynh đừng nói nhảm nữa. Hôm nay ta và Nguyên Trinh tới đây tìm huynh chính là muốn huynh dẫn tới Mẫu Đơn Lâu vui vẻ một chuyến. Phải đi thật sao hả? Ta biết ngay là hai người tới tìm ta chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi. Được, Mẫu Đơn Lâu đó còn ai thông thuộc hơn ta chứ. Đêm nay ta dẫn hai người tới đó mở mang tầm mắt. Được rồi chứ, hả? Đi thôi. Đi. Thương Tùng ca, huynh nghĩ là Tống Thanh Thu có khả năng trốn ở đây không? Ngôi miếu quan này ít người qua lại, đúng là một nơi thích hợp để ẩn nấp. Các người lục soát cho kỹ một chút đi, không được bỏ qua bất cứ manh mối nào đó. Lục soát đi. Dạ. Nguy rồi, xem ra mình không trốn được rồi. Tống Thanh Thu, tốt nhất người ngoan ngoãn cút ra đây cho ta đi. Nếu để ta bắt được ngươi á, vậy ngươi chỉ có con đường chết thôi. Tùng ca, không có ai hết, không tìm thấy gì hết. Được, đừng lãng phí thời gian, đi. Chà, con thật bất hiếu, tới nay chưa báo thù cho cha, bản thân còn khó lòng toàn mãn. Chà, con hy vọng cha trên trời có linh thiêng phù hộ cho con, sớm ngày trả thù rửa hận cho cha. Đã nói với con rất nhiều lần, trong lúc cha đang bế quan, bất cứ ai cũng không được vào làm phiền. Tại sao con không chịu ghi nhớ vậy chứ? Con đã biết lỗi rồi, xin cha tha lỗi. Cha, nếu con đã tới rồi, xin hãy để con luyện cùng cha. Cha, đây là lần đầu tiên con thấy phòng luyện công của cha. Sao lại có nhiều binh khí vậy? Số binh khí và bí tịch đó đều do cha sưu tập được. Cha, cha sưu tập những thứ này để làm gì? Cha thân là võ lâm minh chủ, có thể đứng ở vị thế bất bại trong giang hồ, không chỉ nhờ vào một thân võ công tuyệt học,
dĩ nhiên còn phải có tâm nghiên cứu, không lúc nào dừng với võ học mới được. Cha, cha đã là võ lâm minh chủ đệ nhất thiên hạ, còn phải nghiên cứu thứ này để làm gì? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Còn phải nắm chắc trong tay đặc điểm võ công của đối thủ, nhìn thấy sơ hở của họ mới có thể khéo léo áp chế, dùng nó khắc địch, từ đó triệt để đánh bại đối thủ, khiến đối thủ phải khâm phục. Số bí kíp này cũng không ghê gớm gì, nhưng mà việc biết người biết ta có thể sử dụng cả đời. Thu Nhi, biển học vô biên, trình độ cao thâm vẫn phải tiếp tục cầu tiến. Chỉ cần con tạm dừng giây lát sẽ rất dễ dàng bị người khác vượt mặt. Có điều cha cảm thấy cũng đã tới lúc nên rút lui rồi. Cha, sao đột nhiên cha nói câu này? Xảy ra chuyện gì rồi? Trên cao rất giá lạnh, cha cảm thấy quả thật cha đã mệt rồi. Đợi sau khi cha xuất quan lần này, cha dự tính giao vị trí võ lâm minh chủ cho người có trí tuệ hiền đức hơn mình, sau đó sẽ cùng mẹ con và con hưởng thú vui thanh nhàn. Cũng tốt. Cha, con rất nhớ cha. Cha, bây giờ con hiểu rồi. Cha đang muốn bù đắp việc ngày thường đã lơ là con và mẹ sao? Trong mắt của cha rõ ràng là lo lắng sau này con trưởng thành không thể trở thành người con mà cha kỳ vọng, phải không? Cha, cha yên tâm, con ở đây bảo đảm với cha sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành niềm tự hào của cha, là hiệp sĩ giúp đỡ kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân, gian nan không từ bỏ. Cha không cần lo lắng nữa. Thu Nhi à, con trưởng thành thật rồi. Tốt, cha nghe được con nói những lời này còn vui hơn nhiều so với cả đời làm võ lâm minh chủ, đại hiệp gì đó. Có được đứa con trai như con còn mong gì hơn. Cha, kiếp này con được làm con trai của cha đúng là phước đức ba đời. Nhưng mà con không thể ngờ được con còn chưa trở thành một cao thủ để giúp đỡ kẻ yếu, có tinh thần trách nhiệm như cha mong mỏi thì cha đã mất rồi. Hy vọng cha trên trời có linh sẽ phù hộ cho con. Quả thật con rất nhớ cha, muốn nghe lời người nói. Đà Phật, đây là bữa chay bổn tự chuẩn bị cho ba vị thí chủ. Mời ba vị thí chủ từ từ dùng chay nha, bần tăng không làm phiền nữa. Xin đa tạ hai vị sư phụ. A Di Đà Phật. Đa tạ hai vị. Đa tạ. Hai vị đại sư này tốt với chúng ta thật đó, không ngờ nấu có bàn thức ăn ngon cho chúng ta như vậy. Chắc là thường ngày họ cũng không được ăn ngon đâu. Đúng đó, đúng đó. Nè, hai người cứ ăn trước đi, ta đi múc cơm cho. Hả? Cổ áo xanh xanh, dương dấn lòng ta,
dĩ ta lỡ hẹn, chàng liền từ đó ê, bạc tin. Nè đừng động nữa à, mất mặt quá đi. Sao lại như vậy chứ? Ta thấy hình thêu trên khăn tay này quả thật vô cùng tinh xảo. Xin hỏi cô nương, hình này là chính tay cô thêu sao? Ừ, ta đã thêu đó. Xem ra vẫn là tay nghề còn non để công tử chê cười rồi. Cô nương khiêm tốn quá. Xin hỏi cô nương, tại sao cô lại thêu câu thơ này trên khăn tay vậy? À, chuyện là vậy. Có một lần nọ, ta đọc được một bài thơ, ta cảm nhận tình ý tương tư trong bài thơ này quả thực triền miên không dứt, khiến người ta động lòng, ý cảnh tuyệt diệu vậy, nên là ta mới tiện tay thêu bài thơ này lên khăn tay đó. À, thì ra là vậy. Có điều cô nương chỉ mới thêu một nửa còn lại là như vậy nè. Hả? Đúng là một tên mọt sách, toàn nói nhảm thôi. Ngọc bội xanh xanh, dương dấn lòng ta. Dù ta lỡ hẹn, chàng cũng không đến. Nhìn trước trong sau, lầu cao mong ngóng. Một ngày không gặp, như cách ba thu. Quá. Wow. Một ngày không gặp như cách ba thu. Câu thơ này mô tả ý cảnh hay quá. À, xin hỏi bài thơ này tác giả là ai vậy? À, đây là một bài thơ vào thời Xuân Thu do Trịnh Quốc thu thập được. Tác giả cụ thể là ai không thể kiểm chứng được nữa. Nếu không nhờ Khổng Lão Phu Tử đã tinh lọc lưu giữ 3.000 bài thơ cổ, biên thành 300 bài thi kinh, e là những câu thơ tuyệt hay này đã thất truyền từ lâu rồi. Wow. Công tử, huynh đúng là học rộng hiểu nhiều. Hôm nay tiểu nữ tử đúng là được lợi không nhỏ. Xin hỏi công tử tên họ là gì? À, tiểu sinh An Ký, là một thư sinh. Xin hỏi cô nương tên họ là gì? Ta họ Trương, tên Kim Phụng. À, vậy vị cô nương này là... À, để ta giới thiệu với cô. Đây là thập tam muội, cô ấy là bằng hữu tốt đó. Ê, thập tam muội, tại sao cô phải đội nón che mặt ăn cơm vậy? Cô không cảm thấy rất bất tiện hay sao chứ? Đội vậy, ta đã quen lâu rồi. À, Kim Phụng cô nương, à, thật ra trong quyển thi kinh này còn có rất nhiều bài thơ ý cảnh ưu nhã nữa. Ừ. Thí dụ Trần Phong. Trần Phong, ta có nghe rồi. Thí dụ chương Nguyệt Xuất trong Trần Phong. Ờ, à, phải. Nó cũng mô tả lại tình cảm tương tư của nam thanh nữ tú. À, tôi nhớ rồi. Không ngờ An Ký này, bình thường nhìn có vẻ ngu ngơ ngớ ngẩn, không ngờ lại biết lấy lòng cô nương như vậy. Ta. Trời ơi, đáng ghét quá đi. Thiệt tình à. Nè, từ từ thôi, nhẹ tay một chút đi. Dội gì chứ. Nè, từ từ. Nè. Lẽ nào ngươi là Tống Thanh Thu? Bụi lau xanh xanh, sương dương trên cành, người ta nhắc đến ở bến bờ nào? Hai người. Sư huynh, xem ra chúng ta bỏ thuốc mê vào món ăn đã có tác dụng rồi.
Cô nương đội nón này cho huynh, cô ta xinh đẹp hơn cô nương kia nhiều. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng hình như ta đã gặp cô ta ở đâu rồi. Huynh quan tâm chuyện đó làm gì? Một khắc đêm xuân đang giang ngàn vàng. Lo làm gì chính. Đã khuya vậy rồi sao còn có người gõ cửa? Huynh mau đi xem thử, ta đưa cô ta vào phòng cho huynh. Được được được, ta đi xem thử. Lại có một mỹ nhân nữa tới. A Di Đà Phật. Cô nương, đã khuya vậy rồi tới bổn tự có chuyện gì vậy? Đại sư từ bi, không biết là tiểu nữ có thể xin ở nhờ một đêm không? A Di Đà Phật, cô nương mời đi theo ta. Tạ ơn đại sư. Cô nương mời. Không biết cô nương đã dùng buổi tối hay chưa, hay là bần tăng đi chuẩn bị một ít đồ chay cho cô có được không? Không làm phiền đại sư, trước đó tiểu nữ đã dùng bữa rồi. Dùng rồi thì tốt, dùng rồi thì tốt. Vậy cô nương đêm nay cứ nghỉ ở đây, cô thấy được không? Không ngờ là ở nơi hoang vu vắng vẻ lại có một nơi thanh tịnh như vậy. Quả nhiên là thánh địa nhà Phật. Phải rồi cô nương, chắc là cô đi đường vất vả mệt nhọc, bần tăng rót chén trà cho cô uống cho đỡ khát. Đa tạ đại sư. Vậy nếu cô nương có cần gì nữa hay là thiếu thứ gì cứ dặn dò bần tăng một tiếng, bần tăng không làm phiền nữa, xin cáo từ trước. Làm phiền đại sư rồi. A Di Đà Phật. Nhóc con, Phật gia ta tới thương cô đây. Thiết tình làm ta hết hồn à? Vừa rồi ai vậy? Nói ra rồi sợ đệ không tin thôi. Lại có một cô nương tới chỗ của chúng ta xin ở nhờ, dáng vẻ đó xinh đẹp tuyệt trần. Có vẻ không thua gì hai cô nương này. Thật sao? Vậy người đâu rồi? Ngã rồi. Còn phải hỏi sao? Chắc là bây giờ đã nằm ở trên giường rồi. Chỉ đợi huynh đệ ta đi xử lý thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Huynh nói huynh đệ ta đang gặp vận may gì vậy? Chuyện tốt kéo tới cùng lúc vậy. Tóm lại cô nương thì chê nhiều gì chứ. Có điều phàm chuyện gì cũng phải có trước có sau ha. Chúng ta phải xử lý hai cô nương này trước, nếu không lát nữa họ tỉnh lại rồi rắc rối to đó. Đệ đã đưa cô nương đó tới phòng cho huynh rồi. Từ từ hưởng thụ đi. Huynh đệ tốt, vậy đệ cũng ở lại đây nha. Từ từ hưởng thụ đi. Vậy ta đi qua đó trước đây. Tiểu mỹ nhân. Hòa thượng thối nha ngươi, lại dám bỏ thuốc hãm hại con gái nhanh lành, ta phải xử lý ngươi. Giỏi cho nhà đầu thối ngươi, không ngờ chưa hôn mê. Tới vừa đúng lúc Phật gia ta ra tay,
xử lý người một thể luôn nha. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nương, cô tỉnh rồi. Đây chính là Ngô Chùa giả. Ác tăng kia bỏ thuốc mê cho cô, muốn làm hại đời cô. Nhưng mà cô đã dùng thuốc giải của ta rồi, giờ cô không sao hết. Nguy rồi, Kim Phụng cô nương. Ai? Ôi... Kim Phụng cô nương, người cút đi, đứng lại. Kim Phụng cô nương, cô mau tỉnh lại đi. Kim Phụng cô nương, Kim Phụng cô nương. Đừng đánh nữa. Bà cô, tha mạng. Đừng đánh nữa bà cô, tha mạng đi bà, lần sau ta không dám. Có lần sau nữa. Hòa thượng thối, cô nương mau lấy thuốc giải tới. Phải. Cẩn thận, cứu người trước. Kim Phụng cô nương, Kim Phụng cô nương, không sao chứ? Đừng khóc nữa Kim Phụng cô nương. Hai hòa thượng thối đáng đánh chém các ngươi hả? Uổng cho các ngươi một kẻ xưng thánh, một kẻ xưng hiền, lại dám ở nơi chốn cửa Phật làm ra chuyện hèn hạ vô sĩ như vậy. Các ngươi, trong lòng các ngươi còn có Phật không? Còn có Tam Bảo không? Được, vậy hôm nay ta phải thay trời hành đạo, thiến cả hai ngươi. Kim Phụng cô nương, cô đừng sợ nữa, cô đừng khóc nữa mà. Vừa rồi ta chỉ muốn hù dọa bọn họ thôi, không phải ta muốn thiến họ thật đâu. Cô đừng khóc nữa nha. Kim Phụng cô nương, Kim Phụng cô nương, cô không sao chứ? Cô ấy cứ khóc hoài đó. Ta không sao. Hai người có phát hiện gì không? Vừa rồi chúng tôi lục soát cả chùa, không có ai khác. Xem ra ở đây chỉ có hai tên hòa thượng này. Ta vào phòng bọn chúng lục được rất nhiều châu báu, cũng không biết bọn chúng đã làm bao nhiêu chuyện xấu, hại bao nhiêu người rồi. Đúng là đáng ghét. Hai dâm tàn các ngươi, hôm nay xem như gặp người rồi. Các ngươi biết cô ấy lại không hả? Cô ấy chính là nữ anh hùng danh tiếng hiển hách đương thời, Thập Tam Muội. Vừa rồi nếu không nhờ cô nương đây cứu ta, e là cả tôi cũng... Phải rồi, còn chưa nói với cô một tiếng đa tạ. Không cần đâu, cô đã cứu ta một mạng, chúng ta quề nhau rồi. Lần này quả thật đa tạ hai vị cô nương đã cứu ta. Cũng may là có hai người, nếu không thì e là ta... Ta cũng phải đa tạ hai vị ân nhân. Ta đã nợ Thập Tam Muội tới mười mấy cái mạng rồi, lần này ta lại thêm một chủ nợ nữa là qua cô nương. Xem ra số nợ này cả đời ta cũng trả không hết rồi. Ê, chúng ta có duyên gặp mặt, không nên khách sáo như vậy nữa. Đúng vậy đó, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, ta hãy kết bạn với nhau đi. Nè, còn hai dâm tăng này xử lý sao đây? Sáng sớm ngày mai đưa bọn chúng tới nha môn. Ê, qua cô nương, một cô gái nhà lành, tại sao khuya như vậy rồi còn chạy đến đây ở nhờ?
Nếu như cô không tiện nói, cứ xem như ta chưa hỏi. Ta muốn tìm một bằng hữu. Tìm bằng hữu? Người đó ở đâu? Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết là Quỳnh ấy đi về hướng Nam, cho nên ta phải về hướng Nam tìm. Cô không biết chỗ Quỳnh ấy dừng chân à? Ta xin nói thẳng, cô làm vậy có khác gì mò kim đáy biển. Muốn tìm được người đó không đơn giản đâu. Ta biết chứ. Nhưng ta tin là ta nhất định sẽ gặp lại Quỳnh ấy. Chỉ cần ta tiếp tục tìm kiếm, ta sẽ có được cơ hội tìm ra Quỳnh ấy. Ê, nè, vậy còn cô? Cô đi đâu vậy? Cũng giống như cô, tìm bằng hữu. Chuyện gì vậy? Ta cảm thấy cô có hơi quen mặt. Hình như đã gặp cô ở đâu rồi. Sao có thể chứ? Chúng ta mới biết nhau chưa lâu, chắc chắn là cô nhớ nhầm rồi. À, ta nhớ rồi. Nhìn cô rất giống người triều đình truy nã Hà Ngọc Phụng. Cô là cô thật sao? Ê, cô đừng hiểu lầm ta. Ta không có ác ý đâu. Chúng ta vừa mới cùng trải qua hoạn nạn, ta sẽ không khai cô đâu. Dựa vào đâu ta tin cô? Trong triều đình đều là tham quan hết, khiến cho người dân khổ cực, người người quán than. Ta giúp bọn chúng bắt cô làm gì chứ? Cô không tin ta sao? Ta nói là sự thật đó. Ta thấy cô võ công cao cường như vậy, lại là hiệp nữ, chắc chắn có thể làm nhiều chuyện tốt. Nếu như giúp triều đình bắt cô, vậy chi bằng để cô tiếp tục giúp đỡ dân lành. Nè, cô cười gì vậy? Ta nói sai rồi sao? Cô không nói gì sai. Ngược lại là ta đã đa nghi rồi. Nếu như cô đã biết tên thật của ta, vậy sau này khi nào không có người ngoài, cô cứ gọi ta là Ngọc Phụng đi. Được, cô cứ gọi ta là Lộng Ảnh là được rồi.